Đánh dấu với 9 bài 5 tập 4. Tip 54. Cùng cái chút thú vị. Trong thời ngang ngắn như vậy mà ngươi đã có thể mạnh lên như thế này, hoàn toàn ngoài dự đoán của ta. Ngoài dự đoán sao? Ngươi hơi tự cao rồi đấy. Cái này sao có thể? Chưa nhận, quả nhiên là mạnh lên rồi. Đây là ma khí. Mau đuổi theo, xem nó đi đâu. Đây là ma khí của băng nô. Sao có thể? Băng nô cũng chết sao? Tu vi của băng nô ít nhất cũng phải là hơn một năm rồi. Sao hắn có thể chết được chứ? Nhân tộc này không đơn giản, là ta đã khinh địch rồi. Nữ vương đại nhân, ý tới chúng ta nên làm thế nào? Nhanh chóng tập trung vị trí của nhân tộc kìa, ta muốn tự mình ra trận. Cô ta là nữ vương sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Chị Nhân à, nơi này có rất nhiều ma tộc tinh nhuệ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đừng có hoảng hốt, ta có trước tiên bẩm báo một chút sự tình cho sư phụ đã. Sư phụ, con đã tìm thấy được dấu vết của nữ vương. Cái gì cơ? Cô ta ở đâu? Ngay ở trong tòa đại diện bỏ hoàng của khánh vực. Nhưng mà đây có rất nhiều ma tộc tinh nhuệ đang, nên không tiện ra tay. Ngươi truyền vị trí qua đây, canh giữ ở đâu thì cũng không được tùy ý hành động. Rõ. Sư phụ à, có tiến triển gì mới sao? Thông báo của trưởng đà cho trưởng đà, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Mấy canh giờ sau, nữ vương đại nhân có phát hiện quan trọng. Chúng tôi ở phía thánh vực đồng nam phát hiện ra trấn ma tử trưởng đà. Trấn ma tử, bọn chúng cũng đang ở đấy. Tứ phượng trường lão ở đâu? Anh nữ vương có gì can dặn? Ta lệnh cho tất cả các người dẫn tinh nhuệ đi vây quét trấn ma tử, không được có sai sót. Rõ. Trưởng đà, chúng ta sao lại phải chủ động để bại lộ? Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo kế hoạch đi. Từ không nam, trướng đà, đã lâu không gặp. Quả nhiên vẫn bị đuổi kịp. Giết chết trấn ma tư. Kế hoạch đã bắt đầu rồi, tiếp tới thì phải kéo dài thời gian. Ây da, trấn ma tư chịu chết đi. Trong luồng ma khí này là cái ký tức của người phàm. Ta có thể xác định được vị trí của hắn. Đi. Hả? Hắn sao lại ở đây? Chúng ta đã bị phát hiện rồi. Máu chảy. Ây da. Ngươi chính là người đã giết ma tộc của ta. Đúng gì? Là ta giết. Có muốn làm gì ta? Chết. Cẩn thận. Đồ nhị, con không sao chứ? Sư phụ, cuối cùng người cũng đã tới rồi. Ma tộc tinh nhuệ nơi đây đã bị dẫn đi, ta đương nhiên là phải tới. Cái gì? Các người đứng gì? Trấn ma từ trướng đà sở dĩ là bại lộ vị trí, chính là vì đã dẫn dụ cái đám tinh nhuệ bên người của người đi. Giờ thì ngươi chỉ có một mình. Trương Mì chịu chết đi. Chỉ bằng đám các người mà cũng muốn giết ta? Không tự lượng sức mình. Tới hồi lần này là do người gây ra, hôm nay ta phải giết người. Ảnh độn. Yêu nô, sư tỷ. Giết người. Chuyện gì vậy? Giết. Sư tỷ, cách tí tính lại đi. Không được, để cho nữ vương lợi dụng. Yêu nô, đây sư tỷ. Đất tội rồi. Ý da. Đang ghét, lại dám tu đồ dùng thủ pháp bị ội khống chế đồ nhi của ta sao? Người chết chắc rồi. Người điệp.
Phá. Thắng rồi sao? Nhân tộc nhỏ bé cũng dám giết bổn tổ hay sao? Nằm mơ đi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nữ vương lại không chết? Bởi vì nữ vương đã bố trí rất nhiều phần thần. Vậy là ý gì? Nữ vương bố trí nhiều phần thần. Các phần thần này không chỉ thao túng người bị nhập, mà còn có thể di chuyển đi sát thương nhận phải. Như cô nói thì ban nãy sư phụ ta đánh á bị thường, nhưng mà sát thương đã chuyển sang con rối khác sao? Đúng vậy. Vậy thì làm sao có thể giết được nữ vương đây? Chỉ còn cách tìm ra tất cả các phần thần thôi. Ta có thể dùng ma pháp, ma khí dẫn đạo tiếp cận được sinh mệnh tinh khí của chúng, thì có thể dẫn dụ được chúng bộc lộ thân phận. Nhưng mà như vậy mới vô hiệu hóa được chuyện di thường của ả. Người nói phần thần không chỉ có một sao? Chị Nhân, ngài sao lại hiểu rõ về con rối thế? Ở Bách Hòa Tông trước đây thì ở trên thi thờ của tông chủ biết được, lúc đó có cảm giác kỳ lạ này nảy sinh. Người có cách phá được pháp tượng này không? Có, nhưng mà có chủ nhân phối hợp thì mới được. Ta có thể lợi dụng ma khí để tìm kiếm con rối phần thần khác, nhưng mà sẽ bị phản sát. Chủ nhân à, lúc đó giúp ta một chút là được. Yên tâm, ta sẽ giúp người. Bây giờ cố gắng lên, ta tới đây. Ino, ngươi không sao chứ? Thì sao có thể? Các phần thân của ta đều bị giết hết rồi. Này sao có thể chứ? Trên ta đã chiến thắng rồi. Ino, ngươi mau tỉnh lại đi. Nếu như cô không tỉnh thì ta định đắc tội vậy. Mấy hô hấp chỉ bằng cơm. Ôi, cuối cùng thì cũng đã tỉnh lại rồi. Hình như là thánh vực bảo địa bị mở ra rồi. Bảo địa là nơi nào vậy? Bảo địa vốn là nơi chứa cơ duyên của thánh vực. Ở trong đó có rất nhiều cơ duyên đấy. Đi thôi, chúng ta đến đó xem sao. Chỗ này là nơi nào vậy? Wow, nơi này vậy mà lại có châu báu khắp nơi. Ta cũng đã nhặt lấy vài món đi. Đồ nhi, nơi này có cơ duyên rất nhiều, các ngươi tự đi tìm cơ duyên của bản thân mình đi. Ờ, đây là cái gì nhỉ? Nếu như mà con đã vô tình nhặt được thì đó chính là cơ duyên của con, nhận lấy đi. À vâng, thưa sư phụ. Mau nhìn kìa, cửa ra thánh vực đã mở rồi. Ở thời gian cũng đã tới rồi, chúng ta đi thôi. Sư phụ à, cửa ra chỉ mở khoảng 2 tiếng thôi, chính là bây giờ. Đi thôi. Rõ. Bách Hoa Tông. Tông chủ, đã tới giờ cơm rồi ạ. Mọi người, đầu tông chủ đã chết rồi. Tông chủ ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tông chủ của các người sớm đã bị con rối của ma tộc khống chế. Cái chết vốn là do con rối khống chế bị nô tùng đấy. Công tử. Tì tì à. Thật sự là có con rối đó. Ông trời ạ, tông chủ của chúng ta vậy mà lại là con rối của ma tộc. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, nhận được một viên bổ dương đan. Bổ dương đan bổ sung dương khí nhanh chóng. Công tử à, giúp cô là có chuyện gì vậy, đã xảy ra sao? Ngài có thể nói rõ cho chúng tôi nghe được không? Chuyện này nói ra rất dài, ta sẽ kể chi tiết cho cô nghe. Vài tiếng sau, thời gian này trải qua biết bao nhiêu là thứ à, không biết là ma tộc có thể bị tiêu diệt nữa không? Là cái nào? Ngươi sợ cái gì chứ? Là ta đi mà. Ta có một chuyện muốn hỏi. Ngươi cảm thấy sư tỷ đối xử với ngươi như thế nào? Đại sư tỷ à, sao tỷ lại đột nhiên hỏi như vậy? Ta chỉ muốn biết trong lòng con người thì ta với nhị sư tỷ ai là người tốt hơn? À ta nghĩ người, hai người đều rất tốt mà. Đều tốt sao? Vậy ngươi, ta với cô ấy thì ngươi chọn ai cơ?
Cái này khó chọn lắm. Cô mang đi đại sứ tỷ hôm nay bị làm sao vậy? Mình không biết là có nên khen hay không nữa. Bỏ đi xem ra, ta vẫn là thí chuyện mị lực của ta thôi. Lần trước sau khi xong tu vi người, thì tu vi của ta liền đột phá. Đêm nay ta muốn tìm lại cảm giác đó. Hơn nữa thì ta vẫn muốn ngươi biết rằng, ta so với nhị sư tỷ của ngươi còn tốt hơn nhiều đó. Khương Mộ đang ở trong phòng này sao? À vâng, được vậy thì ta đi tìm hắn. Manh bảo sao? Ôi không hay rồi, nhị sư tỷ sắp vào rồi đó. Người không được để cho cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của ta. Quay về mau chóng trốn đi thôi. Trốn ở nơi này đi. À không được đâu, anh xin lỗi mất đi. Tiểu sư đệ à, người đang nói chuyện với ai thế? À đâu có ai đâu, tiếng nghe nhầm rồi. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm sao? À nhị sư tỷ à, đêm hôm tí tới tìm ta có chuyện gì sao? Người có biết 3 ngày sau Trấn Ma Ti và Bách Hoa Tông tiến hành đại hội võ thuật không? Đại hội võ thuật sao? Đệ không biết à? Đại hội sẽ tuyển chọn ra những tên anh đã bồi dưỡng đó. Ta cũng muốn lấy được cái tư cách. Thế ý của nhị sư tỷ là như thế nào? Ta muốn đưa xong tu vi ngươi một lần. Cái gì cơ? Ta rất lo lắng tu vi không đủ. Lần trước nghe được người và đại sư tỷ xong tu thì tu vi của đại sư tỷ liền tăng vọt. Vì thế nên ta muốn thử một lần. À không được đâu. Tại sao lại không được cơ chứ? À bởi vì... Đầu nhì, ngươi ngủ chưa đó? Là sư phụ sao? Sao ngươi cũng tới đây rồi? Thôi xong rồi, ta phải trốn đi thôi. Ai à, cái đầu má. Ý. Mậu, mau vào trong. À sư phụ à, con chưa có ngủ đâu. Đồ nhi à, đêm đã khuya à, sao con còn chưa ngủ thế? Sư phụ tìm đệ tử có chuyện gì thế? Trưởng Đà đã xuất hiện rồi. Hắn muốn kết hợp với Bách Hoa Tông tỷ thí võ nghệ đó. Ta đã báo danh cho ngươi rồi. À, vẫn may là chưa bị phát hiện. Còn có chuyện này nữa là tu vi của ta đã dậm chân hơn chục năm rồi. Ta cần ngươi giúp đỡ. À, giúp đỡ kiểu gì ạ? Chuyện ngươi với Nhầm Quần vào song tu ta đã biết rồi. Con bé đột phá là liên quan tới việc song tu đúng không? À, sư phụ à, ngươi cũng nắm bắt quá nhanh rồi đi. Thế nên ngươi đã hiểu ý của ta chưa? À, sư phụ à, hôm nay thì không được đâu. Sao cơ, ngươi cho sư phụ đã già rồi sao? À, không phải vậy. Vậy thì con chờ cái gì nữa à? Sư phụ cần người giúp đỡ, nếu không bên cạnh khó mà đột phá được. Cái tứ gì thế này? Sư phụ, các người sao lại ở đây? Ban nãy đã nghe được cái gì rồi? À không, không có gì ạ. Đã nghe cả rồi ạ. Vì sư ở đêm nay có uống hơi nhiều nên đã nói năng lung tung. Các người cứ tiếp tục đi. À, sư phụ đợi một lát. Còn có chuyện gì sao? Tu vi của người đã định trợ bao nhiêu năm rồi, chỉ có sư đệ mới giúp được thôi. Vì đại cục hay là người đừng đi. Ý của ngươi là đến đây đi, đồ nhì tin người chắc chắn sẽ lấy được đại cục làm trọng. Đâu đã biết tướng tiến bước thế này rồi thì vi sư không khách khí nữa. Đồ nhi à, tu vi của vi sư phải nhờ cả vào người đó. À sư đệ đêm nay vất vả cho ngươi rồi. Đồ nhi chậm lại một chút. Sư đệ à, nhẹ nhàng chút đi. Đã lượt qua 250 ảnh. Sau 3 ngày 3 đêm. Công tử à, mau về ăn cơm đi. Cửa không khó sao? Sư đệ lời hại thật, ta cũng đã đột phá rồi. Quán trường Bách Hoa Tông. Người cứ yên tâm, Trấn Ma Ti chúng ta nhân tài đầy rẫy. Trấn đã cô tỷ thí lần này, Trấn Ma Ti đã chọn được người có thiên phú gì thế? Vậy thì tốt, dư nghiệt mà ma tộc chắc là vẫn còn. Chúng ta phải chuẩn bị cho tập tục đấy. Đại hội lần này lựa chọn tinh anh, hai phái. Sau đó thì đã để cho các tinh anh triển khai phản kích lại ma tộc. Nói rất hay, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Đại hội đấu võ sắp bắt đầu rồi.
Cái đám người các người mau lên đó đi, đừng có để ta mất mặt. Dần sư phụ, người báo danh đều đã tới bốc thăm, mà đây hội đấu võ chi nhóm để thi đấu. À được, để ta rút trước. Vài ngày trước hắn tiêu tốn sức mạnh lớn như thế có được không? Đi rồi, ta rút được là nhóm B. À người tiếp theo, đi ta. À đến được ta rồi tới ta luôn. Mạnh Bảo, Triều Linh, Khương Mậu, Hiểu Văn Nhi, Hạ Cúc Như, Tống Cửu Nhi, Trương Phong, Nhâm Quân Đào, Lệnh Nguyệt Nhi và Tiêu Lệ Lệ. Thứ tự thi đấu đã rõ, cuộc thi sắp bắt đầu. Trận đầu tiên là trận Mà Ti Mạnh Bảo đối đầu với Bách Hòa Tông Triều Linh. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Đừng lờ mờ nữa, tiếp chiêu đi. Mạnh quá. Nếu như không phải vì gần đây đột phá thì sợ rằng mình không phải đối thủ của cô ta. Trận đầu tiên trấn Mà Ti Mạnh Bảo thắng. Trận thứ hai trấn Mà Ti Khương Mậu đấu với Bách Hòa Tông Hạ Cúc Như. Vừa mới đột phá hôm nay lấy người ra để thử luyện xem sao. Xói ca, người thành công thu hút sự chú ý của ta rồi đó. Nào tới đi, ôm một cái đi. Ây da, bá đạo quá. Muốn chạy, mau rơi xuống đi chơi với ta. Bị một cô nương trối lại, ta không đồng ý đâu. Ây da. Nhất cô ta khí thưa thắng sùng lên. Đàn ghế phải nghiêm túc rồi. Không hay rồi, Hà Cúc Nhờ sắp nổi điên rồi. Nổi điên, cô ta là tiền thiên tục nữ, một khi tức giận thì sẽ biến thành một mảnh thú dục vọng hành tẩu. Tên nhóc này đã trở nên mạnh hơn rồi, không thể kinh suất được. Ây da, họ thì ra là một người cùng biến thái. Nam nhân, ngươi đã thành công công kích dục vọng của ta rồi, mau tới đây đi. Trời đất, lông trào thú. Mò cái đầu của người, cút ra. Bây giờ kích thích lại đi. Phạt ra cái lưỡi âm thanh kỳ quái này. Thật lưỡi nhục nhã. Dùng lực đi. Nam nhân mạnh thế này, người ta rất muốn có. Trận thứ hai, trấn mà thì không màu chiến thắng. May mà thắng rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ thất thần. Trận tiếp theo chuẩn bị. Bắt đầu đi. Ta chờ không nổi nữa rồi. Muốn tránh. Thảm rồi, bị bắt rồi. Ây da, nghịch chuyển. Chờ người chút ánh sáng tỏa. Người tưởng ngươi lại. Trận thứ hai trấn Ma Ti nhằm quần vào thắng. Nhân tài của trấn Ma Ti cũng nhiều quá. Và cái tên nhóc này thực sự khiến cho người khá bất ngờ. Đại hội đấu võ kết thúc, người thắng lần này là trấn Ma Ti Khương Mậu nhằm quần vào Mạnh Bảo và Lệnh Nguyệt Nhi. Không ngờ người chiến thắng toàn bộ đều là người của trấn Ma Ti. Bánh Hòa Tôm thực sự đang tiếc mà một người thắng cũng không có. Kết quả này cũng là điều ta không ngờ tới. Không sao, chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch tiếp theo của chúng ta là được rồi. Chúc mừng những người chiến thắng tiếp theo. Mời mọi người theo ta tới Tù Bảo Cát một chuyến. Tù Bảo Cát, tới đó để làm gì? Trong Mà Ti không có tàn bảo cát lớn như thế này. Nơi này pháp bảo nhiều quá. Các người có biết đại hội đấu võ lần này tổ chức với mục đích gì không? Tiến chọn tên anh. Tiến chọn tên anh chỉ là bên ngoài. Thực ra thì bọn ta là một trách nhiệm quan trọng cần phải sắp xếp. Nhiệm vụ quan trọng gì thế? Ma tộc ở ngọn núi dưới còn chưa bị tiêu diệt. Chúng ta chuẩn bị đi tìm một cứ điểm của ma tộc diệt trừ chúng. Không sai. Luôn phòng ngự rất bị động. Chúng ta đến lúc phải tấn công rồi. Đi là. Những chiếc nhẫn này chứa 10 pháp bảo là giải thưởng của mọi người. 10 cái ao phóng như thế ư? Sau này mọi người sẽ được chia thành hai nhóm xuống núi thực hiện kế hoạch diệt trừ cứ điểm của ma tộc. Khương Mậu, Lệnh Nguyệt Nhi, hai người và ta một nhóm. Những người còn lại thì đi cùng với Ti Không Nam. Ngày mai khi trời sáng sẽ xuất phát. Ngày thứ hai. Và pháp bảo cô này cũng lợi hại quá.
Dơ vẫn tâm trí, đừng để rơi xuống ngày chết. Nè, đó là thứ gì vậy? Tôi có đồng linh tinh. Tình huống quỷ quái gì tới đây? Mọi người đừng có động linh tinh rồi, linh khí của pháp bảo bị phá rồi. Đây là đoàn tạo thạch mà cái người muốn, tiền đã đem đến chùa. Cầm đi. Tiền không thành vấn đề, đoàn tạo thạch giao cho cái người. Ây da, à, vân mày là an toàn đạp đất, cuộc cứu mạng. Đáng ghét là dám phá hủy mối giao dịch của ta. Chỗ này sao lại có ma tộc? Giết. Các người lùi lại, để ta xử lý bọn chúng. Dạ. Mạnh quá. Tôi rồi, giao dịch thất bại rồi. Các người đang giao dịch với ma tộc, phản bội nhân tộc. Các người thật sự là to gan. Quá trời to gan. Đừng đợi bị bắt, chạy mau. Quỷ đạo hữu tha mạng. Chúng ta đều làm việc vì trại chủ, chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Trại chủ của các người là người nào? Vì sao lại câu kết với ma tộc? Bà ta là một ác bá nổi tiếng gần xa, chỉ cần có lợi ích thì việc gì bà ta cũng làm. Giao dịch với ma tộc chỉ là một giao dịch nhỏ thôi. Thế mà các người lại giao dịch với ma tộc, có biết là cứ điểm của chúng tôi đã chúng đang ở đâu không? À không biết. Ồ, thế sao? Quỳ bọn ta không nói dối, chỉ có trại chủ mới biết được cứ điểm của ma tộc thôi. Vậy đưa ta gặp tới trại chủ. Được. Nửa tiếng sau. Kỳ lạ, bọn chúng đã rơi xuống gần đây, sao lại không gặp thế? Mọi người xem kìa, bên kia có thi thể của một ma tộc. Chỗ này đã xảy ra một cuộc chiến, khuôn mộ bọn họ chắc là đã xảy ra chuyện rồi. Đây chính là trại tử của các người. À đúng thế. Trại chủ bọn ta trở về rồi, có người muốn tham kiến người. Tại hạ khuôn mộ đặc biệt tới tham kiến trại chủ. Nghe âm thanh là biết được là một tiểu bạch kiếm rồi. Nhưng mà ta thích nhất là tiểu bạch kiếm. Ốc sắc trắng quá hả, lương quá. Sơn hoàng đột ngột này thật là chói mắt. Nam nhân, chân của ta càng chói mắt hơn đấy. Tốc độ rất nhanh, là một thương thủ nhanh nhạy. Đây là từ ngữ của đám hổ làng sao? Nói đi tiểu bạch kiểm, ngươi tới đây tìm ta có việc gì? Huy thực sự rất lớn. Nói cái gì đây? Ai da. Bọn ta tới tìm manh mối về cơ điểm của ma tộc. Chỗ của cô chắc chắn có chưa? Ma tộc sao? Chỗ của ta đương nhiên là có. Nhưng mà tình báo của ta không phải tự nhiên có được. Làm sao mới có thể lấy được? Ta muốn cơ thể của tiểu bạch kiểm. Ta? À, vì đại cục của nhân tộc, ta đành phải đồng ý hy sinh bản thân. Cứ tới đi. Ý miễn. Đồ hào cảm 95%. Tiểu bạch kiểm chủ động như thế, ta thích. Xem ra là người không muốn cho. Đừng có vội vàng mà. Muốn có thì cũng không phải không được. Thủ hạ của ta Hành Hà Nhị Tướng có nhiều quan hệ với ma tộc. Bọn họ có nhiều tình báo của ma tộc. Nếu như có thể đánh thắng họ thì tình báo có việc lấy đi. Nếu đã như thế vậy thì bắt đầu đi. À chờ chút. Ta muốn hắn tới khiêu chiến. Hắn thắng thì mới là tính. Hắn là già tá. Đừng có đi, quá nguy hiểm rồi. Không, lần này hắn có thể lên. Vì nhân tộc, ta mới không sợ hắn. Ây da, nghe tiếng xương gãy. Lần sau trước khi ra tay có thể lên tiếng trước không? Ta cũng lên đi. Cái trời đậu, cái đống này cũng to quá, không thể ngồi im chờ chết được. Lên. Hoàn thành. Đồ hào cảm 100%. Tiểu bạch kiếm mạnh hơn ta nghĩ, ta lại càng thích rồi. Này, đưa tin báo ra đi. Người đánh thắng họ thì đương nhiên có thể lấy tin từ chỗ của họ. Nè, cầm đi đi. Bên trên có mọi thứ tin tức giao dịch của bọn ta với ma tộc. Để ta thử xem.
Ngày 20 tháng 3, ta đã hoàn thành giao dịch hoàn thạch với ma tộc ở khu rừng nhỏ. Ngày 25 tháng 3, thì ma tộc yêu cầu hơn 100 người sống giao dịch quá thảm khốc, bọn ta từ chối. Ngày 26 tháng 4, ma tộc nói thích ta bị ta từ chối, chung mà này của ta thì ma tộc không xứng có. À, đây đều là những tin tức quái quỷ gì thế? Không cần phải dài dòng, chẳng có tác dụng gì luôn. Nè, sao cô chẳng có chút thành ý gì thế? Đây là lừa người. Đừng bực bội mà. Nè, theo ta vào đó làm chút giao dịch. Cái này, vì tin báo đi thôi. Được rồi, ta sẽ điều hết mình. Nói đi, có giao dịch gì? Đương nhiên là một giao dịch sâu hơn. Nè, nếu như đã muốn có được tình báo thì phải phục vụ ta tới khi ta hài lòng thì mới thôi. Bầu không khí này đã đến mức này rồi, ta không thể sợ hãi được. Đến đi. Tiểu Bạch Kiếm, người để cho ngươi chứng kiến sự lợi hại của ta. Đã lượt qua năm dị ảnh, bây giờ có thể nói ra tình báo được rồi chưa? Đầu óc đều là trống rộng cả rồi, ca ca, từ từ thôi. Mau lên, ta phải mau chóng làm cho xong. Cách này, nơi này về phía đông, nam 20 dặm có một căn cứ của ma tộc. Nhưng mà bọn chúng rất ít khi lộ diện. Mỗi khi giao dịch thì đều thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì. Ồ, về phía đông nam 20 dặm mưa. Khương Mộ sao vẫn còn chưa ra ngoài? À, ta tới rồi. Ta đã lấy được tình báo của ma tộc rồi. Cứ điểm có bọn chúng ở phía đông 20 dặm. Xuất phát tôi. Ở bên ngoài 20 dặm Bắc Trang. Khó chịu quá. Nơi này đều là những động vật rất sống tốt. Cầm lấy đi. Mộ đưa bọn chúng đi. Thả ta ra. Ta còn chưa muốn chết. Dị biến. Đau khổ. Đau khổ quá. Vật dị biến rất khó có được. Hôm nay đúng là gặp may rồi. Âm thanh gì thế? Uầy, thế mà vẫn còn có nhân tộc ở đây. Là ma tộc. Hiệp lộ tương phùng, dũng già thắng. Bắt được bọn chúng là cơ thể biết được cội nguồn. Đốt cháy hừng hực. Cái gì? Một chiều đã bị giải trừ rồi. Người tu luyện của nhân tộc rất hợp để làm ki thể. Một người cũng đừng hòng chạy thoát. Chị, kể nên chị là người. Hả? Ây da. Tôm chủ, mọi người không sao chứ? Ma tộc này rất mạnh, mọi người đi trước đi, ta sẽ cán được chúng. Đã sắp tìm thấy cứ điểm rồi, ta không thể đi được. Ta phải khiêu chiến vì hắn. Chỉ dựa vào hắn mà cũng muốn chiến thắng được lão đại của chúng ta. Lão đại chính là người sắp đột phá được giới thất rồi. Giết hắn chỉ như là bóp chết một con kiến thôi. Có chút bản lĩnh, nhưng mà cũng chỉ xứng gãy ngúi cho ta mà thôi. Hả? Dạ. Cái này sao có thể? Lão đại bị thương rồi. Thì từ đó tới từ đâu, sao lại mạnh hơn lão đại vậy? Đáng ghét, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Chết đi. Hả? Khương Mậu, đừng qua đây, trong khối có độc. Bây giờ mày phản ứng được sao? Muộn rồi. Khương Mậu. Lão đại ý dụ. Lần này lại có thể thơm được vài ký thể rồi. Còn ngô ra đó làm cái gì? Một đứa người quay về đi. Vâng. Tính rồi. Đây là đâu? Trời đất ơi, đây là cái tình huống gì thế? Không cần kinh ngạc đâu. Người sẽ sắp giống như chúng thùi thuộc vào má tộc ta. Cái gì? Người đâu? Đưa ký thể vào đồ hóa. À, chờ chút. Hắn rất phù hợp làm cạn thuốc của ta. Giữ hắn lại, ta muốn tự xử lý hắn. Thả ta ra. Ta có thể thả người đi. Nhưng mà người phải theo ta tới một chỗ này trước.
Người là muốn làm gì? Nhân tộc thì đối với ta chính là càng thua tục nhất. Chỉ còn hấp thụ tu vi của ta sẽ tăng cao. Người muốn hút cạn ta? Không cần sợ, thôi mai lắm. Đừng có lo, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Linh khí tuần quá, chút nữa sẽ khiến cho ta đột phá tới đỉnh công, đỉnh phong rồi. Đã nghĩa không thể để cho cô ta có hút như thế được. À, có chuyện gì thế? Linh khí của ta sao lại bị hút mất rồi? Trời má, có quỷ. Lời thứ này đã cứu mình luôn. Mà kệ đi, đi tìm lãnh sư muội và tông chủ đã. Không biết là sư tỷ và tông chủ bọn họ có phải là ở đây không? Ôi, thật là thoải mái quá. Lần này cản thuốc của nhân tộc vừa đủ, chúng ta có thể tá hữu rồi. Thiên đường. À, mọi người chú ý, đừng đỡ hai nữ nhân trong đi lao chị mất. Hai nữ nhân. Lùi xuống đi, để tí sau chúng chuẩn bị tiếp nhận đồ hóa. Là bọn họ. Đồ hóa sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa. Những người thất bại sẽ được đưa tới làm cản thuốc để chuẩn bị cho tôi đi. Có cạn thuốc để cho hút thì ta có thể đột phá rồi. Thời gian còn lại không đủ nữa, phải nhanh chóng đi cứu người thôi. Không mạnh vãi chi thần, cô ta làm sao có thể làm được chỉ trong tích tắc? Cái nào ở đó? Từ chỗ này bờ qua bên đó để tới gần đi lao rồi. Tới rồi. Tâm chủ, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Ma tộc sử dụng một loại thủ đoạn trong lúc biến nhân tộc thành ma tộc. Nếu như mà không thể thoát được thì chúng ta cũng sẽ bị độ hóa. Ôi, ma tộc xấu xa quá, ta mới không muốn biến thành như vậy. Tầm chủ, lãnh sư muội. Khương mẫu. Sư huynh. Huynh sao lại vào được đây? Nơi này nguy hiểm lắm, chúng ta ra ngoài rồi nói. Ồ. Chị tử, ngươi thực sự cho rằng bọn ta mù sao? Từ lúc ngươi vào đi lao, ta đã nhìn thấy cả rồi. Cách tì muội, hắn đã nhìn thấy cơ thể của chúng ta, nên xử lý thế nào? Đương nhiên là phải nhìn sạch hắn rồi. Không, nên hút cạn hắn. Không sai, hút cạn hắn. Ta tới trước. Cẩn thận đấy. Cách tì muội, đừng để cho hắn chạy thoát. Ôi trời, má cũng đầy đặn quá. Nam nhân tốt thế này, không hút sạch thì đáng tiếc quá. Đi ta trước. Đang ghét, mau bỏ cường mau ra. Đừng mà hỗn xược. Muốn hút sạch tại sao? Ta còn chưa có đồng ý mà. Dạ. Nơi này có ma khí nồng nàn. Nồng nàn. Có không ít ma tộc ẩn thân ở đây. Mọi người chú ý cẩn thận. Không biết là tiểu sư đệ có ở đây không? Đi, vào trong kiểm tra xem. Ồ.